Gà tôm đây, mình vừa xếp xong một dải domino đây các bạn ạ, rất là đẹp đúng không? Thì đây là những mình xếp bằng những miếng gỗ hình chữ nhật như thế này để thân thiện với cả môi trường và an toàn cho trẻ em. Những cái miếng gỗ này mình cũng bán, đây là dải domino này thì gồm có hai túi gỗ, mà mình bán một túi có giá là 50.000, hai túi có nghĩa là 100.000 đấy các bạn ạ. Đây, đằng này là hai túi đó, rất là nhiều luôn. Mình có thể xếp thành một cây giả rất là dài như thế này. Các bạn đừng nên xem nhiều điện thoại và máy tính để cho đỡ bị cận ý. Mình thấy nhiều bạn bây giờ đang rất là bị cận rất là nhiều. Trong cái lúc dịch bệnh đang rất căng thẳng, Covid-19 như thế, và mình ở Hải Dương cho nên là dịch bệnh ở đây có khá là nhiều ổ dịch, cho nên là mình phải ở nhà để quyết tâm chống dịch các bạn ạ. Thì hôm qua mẹ mình có mua cho mình nhiều hai túi gỗ như thế này, thì bây giờ mình sẽ đổ cái dải domino này, và đây cũng là giây phút mình mong chờ nhất đấy các bạn ạ. Ok, đây mình sẽ bắt đầu đổ từ đây nha. Các bạn cũng nên chuẩn bị một miếng gỗ như thế này để đổ cho đẹp, các bạn cầm đổ mới đẹp. Ok, các bạn nhìn nhá.